Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự trưa thứ sáu ngày 17 tháng 9 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ trưa giờ Việt Nam. Trong chương trình bình luận thời sự chiều hôm nay, chúng tôi tới với quý vị hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó là các cái thông tin liên quan tới tình hình đại dịch COVID-19 ở Việt Nam trong ngày vừa qua, và một cái tin nổi bật đó là những cái thông tin liên quan tới việc đưa tin sai về cái việc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Phùng Quang Thanh qua đời thay bằng Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Phan Văn Giang, đương kim Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam từ trần. Giữa cái lúc có những cái thông tin đồn đoán cho thấy nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời gian gần đây đang diễn ra những cái thay đổi lớn, đó là nội dung liên quan tới lời cáo lỗi của báo Tiền Phong ngày 16 tháng 9 năm 2021, xin lỗi quý độc giả cũng như lãnh đạo nhà nước về việc đã đưa tin nhầm. Trong một bức ảnh chú thích trong tang lễ của ông Phùng Quang Thanh đã được chú thích cụ thể như sau: Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đưa linh cữu của Đại tướng Phan Văn Giang rời nhà tang lễ quốc gia về nơi an nghỉ cuối cùng. Thưa quý vị, dòng chú thích kỳ lạ như vậy xuất hiện trên báo Tiền Phong điện tử ngày 15 tháng 9, và lập tức sau khi đăng, rất nhiều quý độc giả ở Việt Nam đã lập tức phát hiện ra một cái lỗi chết người như vậy. Và sau đó, phải tới 17 giờ chiều ngày 16 tháng 9 thì báo Tiền Phong mới chính thức có lời xin lỗi. Điều đó nó xảy ra sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị tới Hà Nội, cũng như ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản. Trên mạng xã hội, người ta nói rằng ai cũng biết ban lãnh đạo Bắc Kinh rất cay cú với một cái thái độ được cho là đón tiếp nồng hậu đối với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản trong việc hội đàm ký kết các cái văn bản hợp tác giữa Việt Nam, trong đó Nhật Bản cung cấp các cái thiết bị quân sự cũng như các cái dụng cụ quốc phòng. Đó là điều chắc chắn trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ đã chỉ đạo cho báo Tiền Phong đưa những cái thông tin được cho là trù ẻo đối với Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Thưa quý vị, đó là cái nội dung chúng tôi sẽ bật bình luận ở phần 2 của bài nói chuyện hôm nay, cùng với một cái bài phân tích của tác giả Chu Chi Nam và Vũ Văn Lâm, nhận định cho rằng trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay đang có những cái thay đổi rất lớn. Thưa quý vị, trước tiên, như thường lệ, chúng ta đi vào cái bản tin liên quan tới đại dịch COVID-19 trong ngày vừa qua với những tin tức đáng nổi bật. Tuy nhiên, thưa quý vị, trước khi đi vào nội dung chi tiết, một lần nữa chúng tôi tha thiết quý vị hãy dành sự ủng hộ cho KTV bằng những hành động đơn giản, đó là quý vị hãy bấm like cho chương trình của chúng tôi. Vì điều đó nó sẽ có tác dụng đưa các cái bản tin cũng như các cái nội dung của KTV lên trang chủ của mạng xã hội YouTube, và điều đó sẽ tạo điều kiện cho bà con ở Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận với các bản tin, các bài bình luận của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Trở lại cái nội dung thông báo của Bộ Y tế về 10.489 ca mắc mới trong ngày 16 tháng 9. Theo Bộ Y tế cho hay, con số mắc mới ở thành phố Hồ Chí Minh đang ở một cái mức 5.735 ca, và tỉnh Bình Dương ở mức sấp xỉ 3.000, cụ thể là 2.998 ca. Tuy nhiên, một cái điều đáng ghi nhận đó là thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm qua, số ca tử vong đã tụt xuống thấp chưa từng thấy trong vòng 40 ngày trở lại đây. Đó là số ca tử vong ghi nhận ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 160 ca. Như quý vị đã biết, trước ngày giãn cách 23 tháng 8 dưới một cái chỉ thị của chính quyền Hà Nội, trong ngày 22 tháng 8 con số tử vong ở mức 340 ca, và điều đó cho thấy con số tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu trở về với thời điểm của đầu tháng 8. Khi đó con số tử vong dao động hàng ngày ở cái mức trung bình 160 tới 170 ca tử vong mỗi ngày. Nói về cái nguyên nhân khiến cho số ca tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh
đã giảm xuống như ngày hôm qua. Người ta nói bởi lãnh đạo Sở Y tế đã thay đổi chiến lược trong cái việc điều trị cho các bệnh nhân F0, theo đó đã tập trung vào cứu chữa những cái ca nặng, và đặc biệt việc đưa các cái ca F0 chưa có triệu chứng điều trị tại nhà, nó dẫn tới cái tình trạng quá tải ở các cái bệnh viện công cụ như tư ở Sài Gòn đã giảm xuống một con số đáng kể, khi không phải chữa tất cả các cái ca F0 như cái chiến lược tách bóc triệt đầy. Và điều đó nó dẫn tới một cái hệ quả là hệ thống y tế ở thành phố Hồ Chí Minh đã có thêm thời gian cũng như nguồn lực để tập trung cứu chữa cho những cái ca F0 nặng. Và thưa quý vị, với cái số ca qua đời đã giảm rõ rệt như vậy, người ta hy vọng rằng nó sẽ là những cái tiền đề để cho tới ngày 30 tháng 9 tới đây, thành phố Hồ Chí Minh có thể tính đến một cái câu chuyện là mở cửa dần dần để người dân thành phố có thể sống chung với virus corona. Trong khi đó, thưa quý vị, tình trạng chung, cái vấn đề xử lý đại dịch COVID-19 trong ngày hôm qua được truyền thông quốc tế đưa tin cho hay những cái ca nhiễm COVID-19 ở Việt Nam đã giảm nhẹ. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu nới lỏng phong tỏa. Theo VOA Việt ngữ đưa tin cho hay, sau gần một tháng thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao, bắt đầu từ ngày 16 tháng 9, chính quyền Hà Nội và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu cho nới dần một số biện pháp phòng chống dịch liên quan đến sinh hoạt của người dân hai thành phố này. VOA dẫn truyền thông nhà nước Việt Nam cho hay, vào ngày 15 tháng 9, thị trưởng Hà Nội ông Chu Ngọc Anh đã ban hành một cái công văn điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Theo đó cho phép, bắt đầu từ 12 giờ ngày 16 tháng 9 vừa qua, Hà Nội được phép mở lại một số hoạt động kinh doanh có điều kiện và yêu cầu hàng ngày chỉ được mở cửa từ 6 giờ sáng đến 21 giờ đêm. Các cái biện pháp nới lỏng này được coi là những cái biểu hiện cho thấy chính quyền Hà Nội cũng như thành phố Hồ Chí Minh đã bước đầu kiểm soát được bệnh dịch COVID-19 ở Việt Nam. Trong khi đó, ngày hôm qua có một cái tin vui trong việc xử lý đại dịch COVID-19 ở Việt Nam. Đó là thông tin liên quan tới việc Cộng hòa Liên bang Đức vừa hỗ trợ cho Việt Nam một lô vaccine AstraZeneca và chuyến hàng vừa kể bao gồm 852.480 liều vaccine đã đến Hà Nội ngày thứ Năm, tức ngày hôm qua. Đó là thông báo của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội cho hay. Đây là đóng góp của chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức cho cái chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam. Và việc hỗ trợ vaccine của Cộng hòa Liên bang Đức cho Việt Nam được thực hiện qua cơ chế phân bổ vaccine quốc tế COVAX với cái sự phối hợp của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng như chính phủ Việt Nam. Theo thông báo của Đại sứ quán Đức, dẫn lời Đại sứ Guido Hilner đã cho biết ông này rất vui mừng về lô vaccine của Đức được chuyển qua cơ chế COVAX. Và ông này cũng cho hay nước Đức luôn luôn sát cánh cùng với Việt Nam trong cái cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Theo đó, chúng ta chỉ có thể chiến thắng đại dịch khi nó được khống chế ở khắp mọi nơi. Đó chính là lý do Đức và Liên minh châu Âu ủng hộ nhiệt tình chiến dịch tiếp cận công bằng và minh bạch vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu thông qua một cơ chế của COVAX. Về cái vấn đề hỗ trợ này của Đức cho Việt Nam, theo ông Kỳ Đông Bác, quyền điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc và đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, đã thay mặt Tổ chức Liên Hợp Quốc cảm ơn chính phủ và nhân dân Đức đã chia sẻ với nhân dân Việt Nam những cái liều vaccine mà ông Kỳ Đông Bác cho rằng nó đã cứu sống sinh mạng cho rất nhiều người được chuyển tới qua cơ chế COVAX. Trong khi đó, thông báo của Đại sứ quán Đức đã dẫn lời ông Bác nói thêm rằng trước tình hình dịch bệnh đầy thách thức như ở Việt Nam hiện nay, chúng tôi tiếp tục ủng hộ kế hoạch của chính phủ Việt Nam trong việc ưu tiên tiêm chủng cho các nhân viên y tế, nhân viên tuyến đầu chống dịch, đặc biệt những người cao tuổi, những người có bệnh nền và những người có nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong cao nhất. Theo cơ quan đại diện ngoại giao Đức tại Hà Nội, với cái lô vaccine vừa kể, cho đến nay,
Chính phủ Đức đã ủng hộ cho Việt Nam 12.578.110 liều vaccine COVID qua cái cơ chế COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới. Thưa quý vị, cái vấn đề vaccine như quý vị đã biết là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng, bởi chỉ có vaccine là cái biện pháp duy nhất có thể chấm dứt được đại dịch COVID-19 ở một cái mức độ tương đối hoàn chỉnh, và điều đó tạo ra một cái cơ sở miễn dịch cộng đồng. Và đất nước có được mở cửa phục hồi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tiêm chủng vaccine. Chúng tôi nói những cái điều đó để các quý vị, đặc biệt các quý vị ở Việt Nam, cần phải coi trọng việc tiêm chủng. Tất nhiên quý vị đang phải đối mặt với cái sự lựa chọn vaccine Trung Quốc và các vaccine mà đa số những người trên thế giới yêu chuộng, đó là các vaccine của Hoa Kỳ hay của Anh Quốc. Nhưng thưa quý vị, trong một cái trường hợp bất biến thì cũng phải chấp nhận tiêm vaccine Trung Quốc, vì dù sao ít nhiều nó cũng có thể giúp cho quý vị phòng vệ trong một cái thời gian nhất định nào đó. Dù rằng như quý vị đã biết, trong những ngày gần đây có những cái tin tức liên quan tới vaccine, kể cả vaccine Pfizer cũng vậy. Ví dụ như 2 ngày trước đây, Nhật Bản có đưa tin chính phủ quyết định thu hồi số vaccine Pfizer mà theo đó song trai có dị vật. Theo Kyodo News đưa tin, thành phố Sagamihara thuộc tỉnh Kanagawa của Nhật Bản đã ra quyết định thu hồi một số lượng vaccine Pfizer sau khi phát hiện những cái lọ thuốc có dị vật màu trắng. Và thưa quý vị, chắc chắn những người ở Sài Gòn hiện nay, kể cả Hà Nội, nếu biết được tin này cũng phải hết sức thận trọng với cái vaccine Pfizer của Hoa Kỳ. Trong khi đó, một cái tin mà chúng tôi mới đưa trong cái bài bình luận trước đây, đó là việc Tổng cục Hải quan đã yêu cầu phải giám định lại các cái hoạt chất hàm lượng một số lô vaccine Verocell mà tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhập khẩu biếu cho thành phố Hồ Chí Minh. Theo lý do Tổng cục Hải quan đưa ra, qua xem xét hồ sơ hải quan cũng như một số lô vaccine Verocell do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Sài Gòn nhập khẩu theo ủy quyền của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thì người ta thấy hoạt chất hàm lượng nồng độ trên giấy phép và những cái kết quả kiểm nghiệm có những cái dấu hiệu không giống nhau. Đó là những cái thông tin khiến cho người dân, đặc biệt người dân thành phố Hồ Chí Minh, là một cái địa bàn hầu hết đều nói không với vaccine của Trung Quốc. Tuy nhiên có nhiều người trước đây do cái điều kiện không còn lựa chọn nào khác nên họ đã mạnh dạn đồng ý trích vaccine Sinopharm của Trung Quốc. Và thưa quý vị, trong những ngày này, sau khi nghe những cái thông tin của Tổng cục Hải quan, chắc chắn họ sẽ có một cái tâm lý không tin tưởng, thậm chí bây giờ còn lo lắng hơn. Bởi vì những cái người ở Sài Gòn nói với chúng tôi rằng họ không biết hai mũi vaccine của những cái người đã tiêm bằng vaccine Trung Quốc liệu có điều gì xảy ra hay không. Rồi những người chưa tiêm mũi thứ hai liệu có nên trích tiếp vaccine Sinopharm của Trung Quốc hay không, và những cái điều gì sẽ xảy ra và ai sẽ phải chịu trách nhiệm. Thưa quý vị, về cái tình hình tiêm vaccine hiện nay, theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam ngày hôm qua 16 tháng 9 đưa tin cho hay, trong ngày 15 tháng 9 đã có 715.550 liều vaccine đã được tiêm, và nâng tổng số liều tiêm vaccine ở Việt Nam lên con số 32.296.517 liều. Trong đó có những người được tiêm mũi thứ nhất là 26.307.653 liều, và những người được tiêm đầy đủ hai mũi là 5.988.864 liều. Thưa quý vị, điều đó nó cho thấy ngày 15 tháng 9, con số tiêm vaccine mới đã ngót nghét 2 triệu liều trong ngày. Và thưa quý vị, đó là những cái thông tin tương đối đáng lạc quan. Dù sao cái tình hình vaccine đối với Việt Nam hiện nay, nó là một cái bài toán hóc búa. Nó không chỉ là không có tiền để mua, mà còn kể cả việc có tiền để mua cũng khó có thể tìm ra các cái nguồn cung cấp vaccine. Đó chính là lý do tại sao ngày 15 tháng 9,
Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thông báo cho hay, đến lượt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xuất tướng đi ngoại giao về vấn đề vaccine. Theo đó, Chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ thực hiện một cái chuyến thăm chính thức đến Cuba từ ngày 18 tới ngày 20 tháng 9 tới đây. Sau đó, Nguyễn Xuân Phúc sẽ trở lại Hoa Kỳ để dự một cái phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kỳ thứ 76. Theo truyền thông quốc tế đưa tin cho hay, ngoài các cái mục tiêu đối ngoại, truyền thống, chuyến đi của Nguyễn Xuân Phúc còn có một cái mục đích cơ bản nổi bật nhất, đó là để triển khai mạnh mẽ chiến lược ngoại giao vaccine, cũng như trong việc vận động các nước, các tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ vaccine cho Việt Nam, cũng như các trang thiết bị vật tư y tế phục vụ cho các việc chống đại dịch COVID-19 ở Việt Nam hiện nay. Như quý vị đã biết trước đó, một quan chức cao cấp của nhà nước Việt Nam, đó là Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ, đã có một chuyến thăm một vài nước châu Âu trong vòng một tuần từ ngày 5 tới ngày 11 tháng 9 vừa qua. Và một trong những mục tiêu của chuyến đi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ quan trọng nhất là vấn đề xin viện trợ vaccine. Như quý vị đã biết, Việt Nam đã đặt ngoại giao vaccine thành một cái trọng tâm trong hoạt động đối ngoại trong những tháng gần đây. Với cái việc thành lập tổ công tác của chính phủ về công tác ngoại giao vaccine vào ngày 16 tháng 8 vừa qua, và cái việc ngoại giao vaccine hiện nay ở Việt Nam được coi trọng là một cái ưu tiên hàng đầu trong tất cả các hoạt động đối ngoại của toàn bộ hệ thống chính trị, cả đảng, cả chính phủ lẫn nhà nước. Trong khi theo giới phân tích quốc tế đánh giá, Việt Nam hiện nay đang có những cái nhu cầu, một cái nguồn cung ứng vaccine rất lớn với cái việc dịch bệnh vẫn diễn biến một cách nghiêm trọng, trong khi mới chỉ có khoảng hơn 5% dân số được tiêm chủng đầy đủ. Trong khi đó, phần lớn số vaccine được đưa vào sử dụng ở Việt Nam hiện nay được biết đến từ các cái nguồn viện trợ thông qua các chương trình điều phối vaccine COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới, hoặc có thể được gửi trực tiếp từ các quốc gia trao tặng cho Việt Nam. Cũng phải nhắc lại, trong cái quỹ vaccine do người dân và các cái doanh nghiệp ủng hộ với con số 8.600 tỷ cho đến nay, mới sử dụng khoảng 300 tỷ trong cái việc mua vaccine. Còn lại số tiền hơn 8.000 tỷ đang được nằm trong 4 ngân hàng được gửi để lấy lãi. Thưa quý vị, liên quan tới cái vấn đề ở tỉnh Kiên Giang, hôm nay chúng tôi không nói tới những cái sự phê phán của Thủ tướng Phạm Minh Chính, mà chúng tôi nói tới cái vấn đề chi phí xét nghiệm đại trà của tỉnh Kiên Giang, mà người ta nói có những cái điều vô lý, khó hiểu, thậm chí là khuất tất. Theo giáo sư Nguyễn Văn Tốn, một người Việt ở Úc, trong một status mới đây nhất với nội dung chi phí xét nghiệm đại trà trường hợp Kiên Giang, theo giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, tỉnh Kiên Giang đã triển khai một cái chương trình xét nghiệm đại trà để tìm các cái ca F0. Theo đó, chương trình này tốn chừng 128 tỷ đồng, tức 5,82 triệu đô la Mỹ. Theo giáo sư Tuấn, chỉ cần một cái phân tích đơn giản sẽ thấy đây là một cái chương trình rất tốn kém và vô ích. Theo đó, từ ngày 21 tháng 6 cho đến nay, ở Kiên Giang, người ta đã ghi nhận có 3.679 ca nhiễm. Trong số này có 28 người, chiếm tỷ lệ 0,8% đã tử vong. Điều đó nó cho thấy Kiên Giang hiện nay chưa phải là một cái nơi có dịch lớn. Nhưng vậy mà, không hiểu lý do gì, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã cho triển khai 3 đợt xét nghiệm đại trà, mỗi đợt 475.303 người. Và tính chung 3 đợt, họ đã tiến hành xét nghiệm được cho 1.425.909 người. Vẫn theo giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, với một số xét nghiệm đó, thì tỉnh Kiên Giang liệu sẽ tìm ra bao nhiêu ca dương tính? Điều đó thật khó nói, vì chưa thấy các tỉnh khác công bố. Nhưng nếu theo kinh nghiệm ở thành phố Hồ Chí Minh đã làm, thì con số đó có lẽ là 1%, dao động xung quanh con số đó mà thôi. Và nếu lấy 1% làm cái điểm tính toán, thì việc tỉnh Kiên Giang xét nghiệm cho 1.425.000 người sẽ cho ra 14.259 kết quả dương tính. Song theo giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, dĩ nhiên đa số nhóm này là dương tính giả.
tức là kết quả dương tính nhưng không bị COVID. Bởi vì phương pháp xét nghiệm không hoàn hảo, có thể ước tính rằng khoảng 70 hay gần 10.000 kết quả là dương tính giả, và chỉ có chừng 4.200 ca trong tổng số những cái ca xét nghiệm được coi là dương tính, chỉ có 4.200 ca là dương tính thật. Vậy mà cái chương trình xét nghiệm của tỉnh Kiên Giang đã tốn kém với một cái tổng số ngân sách 128 tỷ đồng. Nếu tính đơn giản thì tỉnh phải chi ra 30,5 triệu đồng hay 1.385 đô la Mỹ để tìm ra một ca dương tính thật. Theo giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, nó quá đắt, nhưng nghĩ ra thì nó còn rẻ hơn Hà Nội. Người ta phải chi tới 7,2 tỷ cho một ca dương tính. Trong quá trình xét nghiệm đại trà để kết quả tìm ra, đó là lý do giáo sư Nguyễn Văn Tuấn thấy rằng lãnh đạo Việt Nam cần phải có một cái chiến lược xét nghiệm khác hơn là cái việc làm đại trà như Hà Nội hay tỉnh Kiên Giang. Có lẽ nên dành cái số tiền ném qua cửa sổ hàng nghìn tỷ đồng như vậy để dành cho cái việc mua và tiêm chủng vaccine. Theo giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, đây tôi mới chỉ liệt kê sơ bộ một tỉnh Kiên Giang. Và nếu chúng ta nhân lên với cái con số 30 tỉnh, thành phố là những cái tỉnh, thành phố đang bị ảnh hưởng, thì cái chi phí còn cao gấp 30 lần, như vừa kể. Thưa quý vị, cái điều này chúng tôi nói với quý vị nhiều lần. Một cái chủ trương xét nghiệm đại trà hoàn toàn là vô nghĩa. Nó chỉ có giá trị con số thống kê trong cái thời gian từ 3 tới 7 ngày. Tức là tính bình quân con số thống kê đó chỉ có giá trị trong 5 ngày. Mà tại sao người ta lại tiến hành những cái hành động vô nghĩa như vậy? Ví dụ như Hà Nội dự tính để xét nghiệm cho 8 triệu dân thì người ta phải chi một cái ngân khoản tới 6.000 tỷ đồng. Trong khi quý vị đã biết đời sống của nhân dân cực kỳ khó khăn, các cái doanh nghiệp đang tê liệt bởi không hoạt động được, tại sao người ta lại ném tiền qua cửa sổ một cách vô nghĩa mà không sử dụng những cái đồng tiền đó để trợ cấp cho nhân dân hay giúp đỡ các cái doanh nghiệp vượt qua những cái khó khăn trong đại dịch Covid-19? Và điều này chắc chắn nó đúng với những cái đồn đoán cho rằng những cái sân sau của Bộ Y tế là những cái tập đoàn, các cái công ty kinh doanh vật tư y tế được hưởng lợi rất nhiều trong cái vấn đề xét nghiệm đại trà như hiện nay. Nó xảy ra ở hai thành phố lớn, đó là Sài Gòn rồi Hà Nội, và đã xuất hiện ở các cái tỉnh thành khác. Mà cụ thể trong cái phần nói chuyện vừa kể, chúng tôi đã liệt kê ra cái trường hợp tỉnh Kiên Giang. Và thưa quý vị, không phải duy nhất Kiên Giang mà còn rất nhiều tỉnh thành phố ở Việt Nam trong những ngày này vẫn đang xúc tiến một cái gọi là một cái công việc hoàn toàn vô nghĩa và tốn kém, đó là xét nghiệm đại trà. Thưa quý vị, tiến sĩ Hoàng Tư Giang trong một cái bài viết Zero Covid và hệ lụy đã đánh giá về những cái sai lầm của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái chiến lược chống đại dịch Covid-19, đặc biệt khi mà một cái chủng mới Delta xuất hiện thì ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, kể cả Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm, cũng không hình dung ra được một cái sự nguy hiểm. Và điều đó dẫn tới lãnh đạo Việt Nam vẫn duy trì một cái biện pháp chống dịch, thậm chí cho đến nay người ta vẫn cố gắng giữ một cái nguyên tắc chống dịch của Trung Quốc thực hiện trước đây. Theo tiến sĩ Hoàng Tư Giang, cho đến trước làn sóng thứ tư xuất hiện hồi cuối tháng 4, trước đó Việt Nam đã thành công trong chiến dịch Zero Covid thông qua những cái giải pháp truy vết, khoanh vùng, cách ly, dập dịch theo đúng cách của Trung Quốc áp dụng ở thành phố Vũ Hán. Song chiến lược đó kể từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay đã không còn đúng bởi cái sự xuất hiện của chủng Delta, và lẽ ra phải thay bằng một cái chiến lược là 5K cộng vaccine cộng với công nghệ. Song có một điều đáng buồn là khi phe bảo thủ theo chủ nghĩa kinh nghiệm ở lãnh đạo Hà Nội vẫn còn đang áp đảo. Đó là lý do một cái tư duy chống dịch kiểu Trung Quốc Zero Covid vẫn đang ngự trị ở hầu hết các cái tỉnh thành hiện nay. Theo tiến sĩ Hoàng Tư Giang, nếu nói về cái mặt tâm lý xã hội, các cái ca F0 bị bóc tách khỏi cộng đồng, điều đó về mặt tâm lý nó tạo ra một cái tâm lý sợ hãi
khiến cho người dân trốn tránh. Và điều đó càng làm cho dịch bệnh có nguy cơ lây lan. Vẫn theo tiến sĩ Hoàng Tư Giang, trong khi đó về mặt bằng y tế của Việt Nam thấp hơn các nước ở trong khu vực. Vậy mà chúng ta đã tập trung quá lớn vào khâu dự phòng, và bao nhiêu công sức, tiền bạc, tất cả đều được đổ ra để vận hành các cái cơ sở thu dung, nơi 80% là không có triệu chứng hoặc ở thể nhẹ. Đó là những cái quy định hoàn toàn sai lầm. Theo đó, lẽ ra cái khâu điều trị đối với máy thở, thuốc men, giường bệnh đã được nâng cấp lên nhiều lần. Song nếu nguồn lực được san sẻ từ cái khâu dự phòng để tập trung vào cái việc chăm sóc hiệu quả tối thiểu cho những cái bệnh nhân nặng nhất thì chắc chắn kết quả sẽ khác đi. Và rõ ràng một điều theo tiến sĩ Hoàng Tư Giang, một khi cái khâu dự phòng đổ bể thì nó kéo theo nhiều khâu điều trị cũng bị cuốn phăng theo một cách rất dễ dàng. Và điều đó cho thấy sau gần 2 năm, mọi nguồn lực được chính phủ Việt Nam đổ ra để xử lý các cái ca F0, F1 cho đến nay, trong khi các cái bệnh nhân khác lẽ ra họ phải được quan tâm hơn. Và điều đó nó tạo ra một cái tỷ suất chết thô của cả nước, đó là 0,63%. Có nghĩa là mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 620.000 người tử vong, hay mỗi ngày ở Việt Nam sẽ có con số tử vong là 1.700 người. Nhiều người trong số đó, tất nhiên nhiều bệnh nhân hơn nữa ngoài số đó, mà họ rất cần được chăm sóc y tế, chứ đâu phải chỉ các cái ca F0, F1 mới cần chăm sóc và điều trị. Một cái câu hỏi mà tiến sĩ Hoàng Tư Giang đặt ra là: vậy cái việc chăm sóc điều trị như vậy có thật sự hiệu quả ở các cái trại thu dung hiện nay hay không? Theo đó, về mặt kinh tế, cứ có F0 là họ phong tỏa cả nhà máy, bệnh viện, chợ búa, công sở. Hay mới đây nhất, có một cái phường chỉ có một ca F0 lập tức phong tỏa toàn bộ phường ở Hà Nội. Và điều đó nó kéo theo cái việc sản xuất bị đứt gãy, giao thông bị đình đốt, nơi thì thừa nông sản, thủy sản, nơi thì dân đói, cùng kiệt. Trong khi cái việc cách ly giãn cách theo chỉ thị 15-16 của chính phủ đã tạo ra mỗi địa phương trở thành một cái lãnh địa cát cứ khác nhau, thì làm sao giữ được về cái đảm bảo mặt trận kinh tế? Theo tiến sĩ Hoàng Tư Giang, đó là lý do tại sao Việt Nam đã bị xếp hạng 121 trên 121 liên tục trong 2 tháng vừa qua. Theo thống kê của tổ chức Nikkei Review Asia, một cái câu hỏi đặt ra là liệu ban lãnh đạo Việt Nam có tiếp tục Zero Covid nữa hay không, trong một cái bối cảnh nó khác với 2 năm trước đây, trong cái điều kiện vaccine và sự kiệt quệ của ngân sách. Tuy nhiên, tiến sĩ Hoàng Tư Giang cho rằng mỗi cá nhân phải được trao quyền chữa bệnh đối với cơ thể của họ. Họ được ở nhà chữa trị trong hoàn cảnh điều kiện sinh hoạt có ăn có uống tốt hơn là ở trong các trại thu dung. Và có một điều quan trọng là sự chia sẻ hơn là cái việc họ bị bóc tách ra khỏi cộng đồng. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Hoàng Tư Giang, đương nhiên y tế vẫn luôn luôn bên cạnh để hỗ trợ trong cái vấn đề tư vấn chăm sóc, và điều đó nó giúp cho người bệnh cách ly ở các cái khu thu dung khi họ không có điều kiện tại các nhà hay các khu điều trị đối với các ca bệnh nặng. Đó là một trong những cái cách mà tuyệt đại đa số các quốc gia trên thế giới hiện nay họ đã học để sống chung an toàn với cái virus SARS-CoV-2, để không bật tắt nền kinh tế gây đổ vỡ khó có thể lường được. Và cuối cùng, tiến sĩ Hoàng Tư Giang đặt một cái câu hỏi liệu cái việc thúc đẩy tiêm thần tốc như hiện nay nó có thay đổi được cái quan điểm Zero Covid trong ban lãnh đạo Việt Nam hay không. Thưa quý vị, đó là các cái nhận định của tiến sĩ y khoa ông Hoàng Tư Giang. Theo chúng tôi, tất nhiên Việt Nam đã thành công trong 1.5 năm đầu kể từ đầu năm 2020. Nhưng một cách xui xẻo cho Việt Nam, đó là sự xuất hiện của một cái chủng COVID-19, đó là chủng Delta. Và người ta, ở đây chúng ta phải thừa nhận, chưa ai có kinh nghiệm và lường hết những cái nguy hiểm của một cái biến chủng mới. Và cái việc lãnh đạo Việt Nam mắc phải những sai lầm là một cái điều cũng như nhiều quốc gia khác trong khu vực. Tuy nhiên, các quốc gia khác trong khu vực
người ta có những cái biến chuyển thay đổi rất nhanh trong cái vấn đề nhận thức, và người ta thấy rằng không thể sử dụng một cái chính sách zero covid, tức là loại bỏ các cái ca F0 khỏi cộng đồng, và người ta đưa ra một cái chính sách được cho là hợp lý cho đến thời điểm hiện nay, đó là sống chung với covid 19. Trong khi đó, thưa quý vị, theo giới phân tích, cho đến nay dù cái con số tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh đã giảm xuống từng ngày, nhưng rõ ràng một cái điều chúng ta không thể chối bỏ, đó là những cái người nhiễm bệnh ở thành phố vẫn còn ở một tỷ lệ nhiễm mới khá cao. Do vậy, thấy rằng chính quyền thành phố Hồ Chí Minh muốn mở cửa, giảm giãn cách vẫn phải phân vân. Bởi vì những cái lãnh đạo chưa có tính quyết đoán, dũng cảm đủ để quyết định thành phố trở lại bình thường. Bởi vì bình thường mới là cái chữ mà lãnh đạo thành phố sử dụng, có nghĩa là không thể bình thường như trước đây, khi thành phố cảm giác rằng họ chưa đạt được những tiêu chí của Bộ Y tế đưa ra. Và một điều rõ ràng quý vị phải thừa nhận cùng chúng tôi là càng kéo dài giãn cách thì thiệt hại kinh tế không chỉ của thành phố mà của toàn quốc sẽ càng ngày càng lớn. Và những cái viễn tưởng cho cái việc các cái hoạt động kinh doanh gãy khúc, những cái cơ sở sản xuất không cung ứng được đầy đủ nguyên liệu và phải dừng sản xuất. Và điều đó sẽ dẫn tới một cái hiện tượng xã hội quan trọng là lòng dân sẽ bất an. Như quý vị đã biết, hiện nay đa số các cái doanh nghiệp đầu tư ở nước ngoài, ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, kể cả thành phố Hồ Chí Minh, họ đang tính đường rút. Thậm chí họ tuyên bố nếu không mở cửa thì họ sẽ chuyển các cái nhà máy công xưởng của họ qua Mexico hay Brazil. Bởi vì những cái nhà đầu tư họ nói họ không thể chờ đợi tiếp được nữa, 3 tháng là quá đủ. Bởi vì bây giờ một cái viễn cảnh người ta đặt ra, hiện nay các cái doanh nghiệp may mặc sản xuất giày dép, họ đang tập trung sản xuất những cái hàng để phục vụ dịp lễ Giáng sinh cũng như đón năm mới 2022. Nhưng mà hiện nay tất cả các cái nhà máy hoạt động trong lĩnh vực này đã phải ngừng hoạt động bởi lý do dịch bệnh. Đó là lý do tại sao họ quyết định sẽ chuyển đi. Theo chúng tôi được biết, một cái doanh nghiệp ở Tân Phú có tới 56.000 công nhân mấy tháng này phải bó tay ngồi chờ. Và rõ ràng một điều, như quý vị đã biết, nhà máy đóng cửa không những gây thiệt hại về kinh tế mà nó kéo theo một cái hệ lụy, đó là công nhân thất nghiệp. Rồi công nhân thất nghiệp thì lấy đâu tiền để họ sống và nuôi gia đình. Đó là lý do rất nhiều các cái công nhân trong các cái khu chế xuất hiện nay, họ đã trở thành những người thiếu ăn, con cái cũng khó khăn trong việc đến trường. Đó là lý do người ta nói đa số con em công nhân trong những cái thời gian vừa qua, việc học hành cũng phải bỏ dở, bởi vì cha mẹ người thân đau ốm, tiền mua thuốc còn chả có, thì lo gì cái chuyện học cho con. Đừng nói tới cái việc mua những cái thiết bị điện tử để cho con học online. Trong khi đó những cái tổ chức từ thiện, thiện nguyện, những cái nhà hảo tâm, thưa quý vị, trong những ngày gần đây có những cái dấu hiệu đã quá mệt mỏi và quá sức. Đó là một số tổ chức từ thiện, thiện nguyện đã rút dần, bởi vì cái thời gian cầm cự quá dài mà những cái điều về mặt kinh phí trong tay của họ không đủ. Ngoài ra còn có những lời thị phi, bóng gió ít nhiều về cái điều gọi là làm từ thiện. Và điều đó tạo ra một cái tâm lý chán nản, và các nhà từ thiện cũng như hảo tâm, cũng như những cái người tham gia các cái chương trình từ thiện đã buông tay. Và thưa quý vị, những người thiệt thòi nhất là ai, không nói thì quý vị cũng đã hiểu. Đó là những cái người nghèo, những công nhân lao động thất nghiệp. Đó là lý do chúng tôi muốn nói với quý vị rằng chính phủ Việt Nam càng giãn cách lâu, nó không những thiệt hại về kinh tế mà nó còn ảnh hưởng đến xã hội rất lớn. Không những thế, nó còn gây ra những tâm trạng bất an, tạo ra những cái sang chấn tâm lý cho rất nhiều người. Và người ta nói sau mùa dịch, giá như ông trời thương mà vượt qua được ở Sài Gòn thì cái vấn đề bệnh lý tâm thần sẽ nở rộ, và điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự của Sài Gòn.
Trong khi đó, như quý vị đã biết, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra các cái lộ trình, theo đó có thể đến đầu tháng 10 tới đây, họ sẽ dần dần mở từng phần để bình thường hóa các sinh hoạt cũng như hoạt động xã hội và để chuẩn bị một cái kịch bản phục hồi kinh tế và bình thường mới cần phải những cái yếu tố cơ bản. Theo đó, đầu tiên phải là chuẩn bị đầy đủ vaccine cho toàn dân, tiêm chủng đủ 2 mũi cho khoảng 75 triệu người ở Việt Nam trên tổng số gần 100 triệu dân. Vấn đề bây giờ là lãnh đạo Bộ Y tế phải thay đổi quy trình tổ chức tiêm chủng sao cho nhanh chóng, an toàn và khoa học. Trong khi đó phải sắp xếp lại các cái bệnh viện và các khu vực điều trị virus Vũ Hán, đặc biệt về mặt nhân lực và thiết bị. Theo đó, sắp tới đây, những cái đội ngũ chi viện từ miền Bắc sẽ rút dần về. Điều đó nó báo trước cho thành phố Hồ Chí Minh về cái sự thiếu hụt nhân lực, đó là lực lượng các bác sĩ và nhân viên y tế. Bởi vì cái số nhiễm bệnh bình quân trong những ngày này vẫn ở mức khoảng 5.000 ca nhiễm mới một ngày. Trong khi đó, cái vấn đề thuốc chữa bệnh và cái phương án túi thuốc cho những cái bệnh nhân F0 chữa tại nhà được cho là một cái giải pháp khả thi để giảm tải cho các cái bệnh viện hiện nay. Thưa quý vị, điều đó được xác nhận bởi bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, đại biểu Quốc hội, giám đốc trung tâm hồi sức cấp cứu COVID ở Bình Dương, là một người được chi viện từ Hà Nội vào. Theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, lâu nay cái con số tử vong ở thành phố cũng như các tỉnh cao bởi vì thiếu nhân lực và đặc biệt là cái vấn đề không được cấp cứu kịp thời. Theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, đơn vị hiện cấp cứu các cái ca nặng đến hấp hối hiện nay thừa nhận sự nguy hiểm của virus nó không phải nằm mờ cái tải lượng virus cao hay thấp, âm tính hay dương tính, mà nó nằm ở cái chỗ virus này khi xâm nhập vào cơ thể thì nó sẽ kích thích hệ miễn dịch phản ứng mạnh mẽ, tạo nên một cái hội chứng báo cytokine, và điều đó nó dẫn tới việc viêm phổi cấp, viêm suy đa tạng. Đó là lý do theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, cái báo cytokine này nó không chừa bất kỳ ai, bất kể có bệnh nền hay không bệnh nền, già hay trẻ. Khi mà cái báo cytokine xảy ra thì người đang cười nói bình thường, cái ca F0 đó bỗng chuyển sang mệt mỏi, khó thở, oxy tụt nhanh. Và cái diễn biến này cực nhanh, chỉ trong vòng 3-4 tiếng hoặc chỉ qua một đêm ngủ thì các cơ quan bị viêm nặng rồi sáng dậy thì ra đi vĩnh viễn luôn. Theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, như vậy những người bệnh không được chăm sóc chu đáo, không được theo dõi một cách thường xuyên thì cái chuyện tử vong là chuyện đương nhiên. Và con số người tử vong cao ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã khẳng định cái điều vừa kể. Đó là lý do theo bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu phải giúp cho người dân những cái kiến thức cơ bản để tự phòng chống đại dịch COVID-19 là một cái yêu cầu cấp bách và cần thiết hiện nay. Bởi vì trên mạng xã hội, trên hệ thống truyền thông, trên những cái clip YouTube tràn lan đủ mọi cái thứ thuốc chữa, đủ cách để chữa bệnh, không biết bao nhiêu tin tức là thật, những cái tin tức là giả, và điều đó khiến cho người dân càng hoang mang hơn. Trong khi các cái thông tin của báo chí chính thức cũng có những cái thông tin tối ngược nhau, trong khi dân trí của người dân Việt Nam đa số họ không biết phân biệt những cái tin nào là giả, tin nào là tin tào lao, tin nào là tin thật. Thưa quý vị, đó cũng chính là một trong những lý do, cái mục đích của Can TV là muốn hướng tới các quý vị là những người dân ở Việt Nam. Quý vị phải ý thức và tiếp nhận những cái thông tin được cho là trung thực, không thể nào mà tiếp nhận những cái thông tin giả, mà chủ yếu thông tin trên mạng xã hội YouTube, chúng tôi khẳng định với quý vị có tới 95% là tin giả. Tin trung thực như Can TV là một trong những cái số hiếm hoi trong tỷ lệ 5% còn lại trên mạng xã hội YouTube. Chúng tôi nói những cái vấn đề đó để quý vị luôn luôn phải có ý thức rằng cần phải biết chọn lọc, lựa chọn những cái tin tức đâu là giả, đâu là thật. Và nếu quý vị ở cái mức phân biệt được giả thật, thật giả đối với các thông tin, lúc đó quý vị chắc chắn không bị ai, không bị bất kỳ một cái thế lực nào
có thể dẫn dắt lừa đảo quý vị. Đó là một cái điều chắc chắn. Thưa quý vị, chuyển sang một cái bài viết đăng trên tạp chí Luật Khoa ngày hôm nay của tác giả Yên Khắc Chính, nói về cái vấn đề ý thức chống dịch của các cái quan chức cũng như người dân hiện nay. Và nó là một cái điều mà chúng tôi muốn mượn bài viết này để gửi tới một cái thông điệp cho các quan chức lãnh đạo Việt Nam. Các anh muốn gì, các anh phải trở thành những cái hành động nêu gương, gương mẫu cho người dân noi theo. Chứ không thể các anh tùy tiện cho mình một cái đặc quyền, đó là không tuân thủ pháp luật. Và pháp luật hiện nay chỉ áp dụng cho người dân mà thôi. Thưa quý vị, trong cái bài viết ý thức chống dịch, dân trí thấp hay quan trí lỏng, tác giả Yên Khắc Chính đăng trên Luật Khoa tạp chí ngày hôm nay. Theo tác giả, những quy định phòng chống dịch dường như chỉ để phạt dân ở Việt Nam mà thôi. Theo đó, những cái chính sách phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam trong những ngày qua, từ cái việc người ta rào chốt đến kiên quyết truy tố phạt tù đối với tất cả những ai vi phạm, có thể được xếp vào cái hạng hà khắc nhất trên thế giới hiện nay. Trong khi đó, lý do mà giới chức cầm quyền viện dẫn nhiều nhất là cho việc áp dụng các quy định cực đoan, đó là dân trí thấp. Họ nói rằng người Việt Nam không có tinh thần tự giác như các quốc gia phát triển. Đó là lý do cần phải mạnh tay đưa nhân dân vào trong khuôn khổ. Thưa quý vị, dân trí của Việt Nam thấp hay cao là một cái vấn đề không thể hồ đồ kết luận, mà nó cần phải được đào sâu nghiên cứu. Tuy nhiên, đặt bên cạnh những cái biểu hiện được cho là ngôn ngôn của các cái quan trí, thì khó có thể tin rằng phần đông người dân Việt Nam có những cái tư chất được cho là thấp hơn các quan chức của chính quyền, nhất là khi so sánh những cái lãnh đạo đứng đầu đất nước với người dân bình thường. Có thể kể ra, Thủ tướng ông Phạm Minh Chính gặp người lạ, kể cả trẻ em, vẫn bắt tay vỗ vai một cách bình thường. Trong khi người đứng đầu chính phủ ông Phạm Minh Chính là một trong những cái quan chức thường xuyên yêu cầu các địa phương cũng như các quan chức phải chỉ đạo cho dân chúng thực hiện nghiêm quy định 5K. Thậm chí ông Phạm Minh Chính liên tục nhấn mạnh một cái tầm quan trọng của việc ông gọi là nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc động viên tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm các cái quy định về phòng chống dịch. Ông Phạm Minh Chính cũng là một trong những cái quan chức hay bỏ qua các quy định sơ cấp nhất về phòng chống dịch. Ví dụ như ngày 3 tháng 9, trong một chuyến tham quan tại Thái Nguyên, qua các cái hình ảnh của báo chí nhà nước đưa thì có thể thấy rằng hầu hết những quy định phòng chống dịch đều bị Thủ tướng phớt lờ. Theo đó, tại tất cả các cái cuộc gặp gỡ của Thủ tướng đối với các nhân viên nhà máy, học sinh cấp 2 cho đến những trẻ em mầm non, ông Phạm Minh Chính không giữ những cái khoảng cách và còn chủ động có những cái cử chỉ được cho là va chạm, tiếp xúc trực tiếp với người lạ. Biểu hiện là ông Phạm Minh Chính đã hồn nhiên vỗ vai nhân viên nhà máy, khoác vai các học sinh, rồi còn nắm tay thân mật những đứa trẻ. Trong khi bản thân ông Thủ tướng thì đã được tiêm vaccine phòng Covid. Nhưng người dân không ai biết cụ thể ông đã tiêm khi nào và tiêm loại gì. Nhưng rất nhiều người bị ông Phạm Minh Chính tiếp xúc thuộc nhóm đối tượng dưới 18 tuổi, chắc chắn 100% là họ chưa được tiêm vaccine. Trong khi đó, toàn tỉnh Thái Nguyên vào cái thời điểm đầu tháng 9, tỷ lệ tiêm vaccine chỉ dưới 10%. Cũng trong cái chuyến về Thái Nguyên, trong một cái buổi họp của một phòng học trường nội trú cấp 2, người ta thấy ông Thủ tướng Phạm Minh Chính là người duy nhất gỡ khẩu trang khi phát biểu. Đó không phải là một cái lần duy nhất các cái quy định phòng chống đại dịch COVID-19 bị những người đứng đầu chính phủ bỏ qua, mà trong những chuyến thị sát làm việc trước đây của ông Phạm Minh Chính ở tất cả các địa phương, thì người ta quan sát thấy những người tham gia đứng túm tụm sát vào nhau, còn Thủ tướng lúc thì vô tư nắm tay trẻ em, khi lại hồn nhiên vỗ vai các nhân viên y tế, trong lúc ông thì đeo khẩu trang ngược. Những điều vừa kể cho thấy ý thức bản thân của Thủ tướng như vậy. Vậy mà không hiểu lý do gì ông Phạm Minh Chính luôn luôn không ngừng ra các cái mệnh lệnh, theo đó xử lý nghiêm pháp theo pháp luật các cái trường hợp vi phạm về phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, ông Phạm Minh Chính thì như vậy,
người đứng đầu cơ quan hành pháp nói một cách và hành xử một cách. Trong khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không kém gì. Mà người ta nói, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẩu trang thích thì đeo, không thích thì gỡ. Theo tác giả Khắc Nghiên Trình, trong cái thời kỳ dịch bệnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không xuất hiện trước công chúng như các cái lãnh đạo địa phương khác. Nhưng những cái lần mà ông Trọng lộ diện thì người ta đều thấy các cái trường hợp ngoại lệ không tuân thủ luật pháp. Lần gần đây nhất đó là ngày 2 tháng 9 khi ông Nguyễn Phú Trọng đi tham quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội. Các cái hình ảnh báo chí nhà nước đưa tin Tổng Bí thư đã không tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Cụ thể là ông Nguyễn Phú Trọng đeo khẩu trang trong lúc tham quan ở bên ngoài, nhưng vào trong căn phòng tưởng niệm thì lại tháo khẩu trang, ngồi xuống ghế của ông Hồ, trò chuyện một cách vô tư với các cán bộ đi cùng. Hiện nay điều đó nó không chỉ bị xóa ra khỏi các cái trang tin tức chính thống, song cái đoạn video vẫn giữ và không thể xóa được. Theo tác giả, đó không phải là lần đầu tiên Tổng Bí thư, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, đã phớt lờ các quy định. Mà kể cả đầu tháng 2 năm 2021, trong một cái hoạt động chúc Tết, người ta thấy ông Nguyễn Phú Trọng đều không đeo khẩu trang. Đáng chú ý trong sự kiện đó, lúc đó cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư đi với ông Vương Đình Huệ, khi đó còn là Bí thư Thành ủy Hà Nội, cũng như ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch thành phố. Và người ta thấy tất cả đều không chấp hành quy định đeo khẩu trang, cũng như giữ khoảng cách 2 mét ở nơi công cộng. Chưa hết, một tuần sau đó, trong một cái chương trình trồng cây tại khu di tích Hoàng Thành, thì ông Nguyễn Phú Trọng là một trong số ít người không chịu đeo khẩu trang, kể cả khi va chạm tiếp xúc gần với rất nhiều những cái đám đông ở bên cạnh. Và điều đó nó không chỉ là cái vấn đề hãn hữu đối với Thủ tướng hay Tổng Bí thư, mà ở hầu hết các cái tỉnh thành trên toàn quốc, những cái lãnh đạo hầu như không chấp hành việc đeo khẩu trang cũng như đảm bảo giãn cách xã hội theo quy định của chỉ thị 16. Điều đó nó đã cho chúng ta thấy quy định phòng chống dịch quan thì miễn nhiễm. Thưa quý vị, không chỉ ông Phạm Minh Chính Thủ tướng hay ông Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư, mà người ta thấy bản thân Chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã không ít lần đặt mình vào các trường hợp ngoại lệ trong hoạt động thu hút đông người. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Phúc không đeo khẩu trang, vẫn tiếp xúc và chạm trực tiếp với nhiều người, trong đó có cả trẻ em hay người lớn tuổi. Mới đây nhất, những cái hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy ông Nguyễn Xuân Phúc không đeo khẩu trang mà ngồi cạnh bắt tay một cụ bà cùng với các cán bộ đi cùng, có cả Chủ tịch thành phố Hà Nội ông Chu Ngọc Anh, mà ông Chu Ngọc Anh cũng không đeo khẩu trang. Những cái ví dụ đơn giản như vậy để quý vị ý thức được rằng hãy nhìn vào tấm gương của các cái lãnh đạo cao nhất ở Việt Nam, thì chúng ta không có gì ngạc nhiên khi cán bộ chính quyền các cấp họ luôn luôn đòi hỏi dân chúng thực hiện nghiêm ngặt các cái chỉ thị 5K, nhưng bản thân họ đều xem thường những cái quy định phòng chống dịch mà chính họ đặt ra. Không những thế, họ còn áp dụng những cái điều đó để xử phạt người dân. Thưa quý vị, đó là lý do. Không hiểu lý do gì, các cái phương tiện truyền thông của nhà nước vẫn tiếp tục tuyên truyền về những cái tình trạng được cho là thiếu ý thức của lãnh đạo Việt Nam từ trung ương tới địa phương, để cho người dân theo dõi, và họ cho đó là nguồn làm lây lan dịch bệnh chính từ các cái lãnh đạo gây ra mà thôi. Thưa quý vị, trở lại một cái nội dung có lẽ quý vị quan tâm, đó là những cái thông tin liên quan tới một việc đưa tin sai của báo Tiền Phong Điện Tử. Như quý vị đã biết, ngày 15 tháng 9, báo Tiền Phong Điện Tử đưa tin về lễ tang của ông Phùng Quang Thanh với một cái hình ảnh và lời chú thích nguyên văn như sau: Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư ông Võ Văn Thưởng đã đưa linh cữu của Đại tướng Phan Văn Giang. Chúng tôi nhắc lại, linh cữu của Đại tướng Phan Văn Giang về nhà tang lễ quốc gia về nơi an nghỉ cuối cùng. Thưa quý vị, ngay sau khi đăng, nhiều độc giả đã lập tức phát hiện ra cái lỗi chết người vừa kể, và sau đó lỗi này đã được họ chỉnh sửa lại. Nhưng phải đến 17 giờ ngày hôm qua,
Tức là sau hơn một ngày thì báo Tiền Phong mới có một cái lời xin lỗi với quý độc giả. Lập tức ngày sau xuất hiện những cái thông tin đăng sai mà người ta nói có chủ ý từ một vài ai đó, và điều này nó không phải là lỗi của tổng biên tập báo Tiền Phong mà chắc chắn phải có sự chỉ đạo từ ban tuyên giáo trung ương để làm những cái điều thất đức như vừa kể. Bởi vì người ta có nhận xét rằng ông Phùng Quang Thanh là một cái tướng được cho là thân Trung Quốc qua đời, mà báo Tiền Phong đã viết tới 8 bài ca ngợi ông Phùng Quang Thanh, và cuối cùng là cái bài đăng tin về cái lễ tang của ông Phùng Quang Thanh thì viết bậy viết bạ, thậm chí sỉ nhục đương kim Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Phan Văn Giang. Có những ý kiến cho rằng ông Phùng Quang Thanh bị loại vì cái tội thân Trung Quốc tiến hành một cái cuộc chính biến bất thành. Nhẽ ra một tờ báo cỡ lớn như Tiền Phong cần phải biết và hiểu điều đó, phải nhận thấy một cái vấn đề cực kỳ nguy hiểm trong cái việc quỳ phục đối với Trung Quốc, thì đối với cái chết của Phùng Quang Thanh, theo đó chỉ nên đăng chừng 2-3 bài đưa tin cho có là đủ. Vậy mà không hiểu lý do gì người ta viết tới 8 bài, và cuối cùng là cái chuyện hy hữu cười ra nước mắt như quý vị đã biết. Sau đó báo Tiền Phong có một cái bài xin lỗi, nhưng theo đa số khán thính giả trên mạng xã hội ở Việt Nam cho rằng phải phạt thân nặng, cách chức vài tay, đình bản 3 tháng thì mới xứng đáng về cái tội sỉ nhục đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, một người đang chỉ huy lực lượng vũ trang ở Việt Nam mà đã quỳ cho rằng tử vong. Thưa quý vị, để quý vị hiểu rõ hơn, chúng tôi xin giới thiệu toàn văn lời xin lỗi của báo Tiền Phong. Xin lỗi tới đại tướng, đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng như gia đình và toàn thể các quý khán thính giả, những người theo dõi báo Tiền Phong. Đó là một cái bản tin vào hồi 17 giờ 3 phút chiều ngày 16 tháng 9 năm 2021. Theo báo Tiền Phong, vừa qua đồng chí đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ trần. Để ghi nhớ những cái công hiến to lớn của đồng chí Phùng Quang Thanh đối với đất nước và sự nghiệp cách mạng, báo Tiền Phong đã đăng liên tục 8 bài viết về đồng chí Phùng Quang Thanh. Tuy nhiên, ngày 15 tháng 9, báo Tiền Phong điện tử đăng bài viết đại tướng Phùng Quang Thanh là tấm gương bộ đội Cụ Hồ tiêu biểu, phản ánh những cái đóng góp cống hiến của đồng chí đại tướng Phùng Quang Thanh, cũng như lễ tang cấp nhà nước của đại tướng. Do cái sự sơ suất của phóng viên viết bài, sơ suất của khâu biên tập và việc tuân thủ quy trình duyệt bài thiếu sự cẩn thận, cụ thể là thiếu sâu sát, dẫn đến những sai sót nghiêm trọng trong cái phần chú thích một cái bức hình, ban biên tập cũng như phóng viên đã chú thích nhầm ảnh tên đồng chí đại tướng Phùng Quang Thanh sang tên đồng chí đại tướng Phan Văn Giang, ủy viên Bộ Chính trị, phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Vẫn theo báo Tiền Phong, mặc dù báo Tiền Phong đã nhanh chóng phát hiện ra lỗi và sửa chữa kịp thời, nhưng những cái sai sót ở trên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đồng chí đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và quân đội. Đó là lý do ban biên tập báo Tiền Phong đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm một cách sâu sắc đối với tập thể cá nhân đã xảy ra những cái sai sót. Vì vậy báo Tiền Phong xin đính chính những cái sai sót nêu trên, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến đồng chí đại tướng Phan Văn Giang cũng như gia đình đồng chí đại tướng Phùng Quang Thanh cùng các bạn đọc kính báo. Đó, thưa quý vị, tôi nghĩ là những cái người làm báo không cần là có kinh nghiệm, không cần có cái tuổi nghề nhiều, nhưng rõ ràng không thể nhầm được cái việc từ trần của ông Phùng Quang Thanh với cái việc từ trần của đương kim Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam ông Phan Văn Giang. Không thể có cái gọi là sơ suất. Có thể bước đầu sơ suất của phóng viên, nhưng biên tập viên phải phát hiện, rồi tới tổng biên tập phải xem xét trước khi phê duyệt cho xuất hiện trên bản báo online. Chứ không thể nào mà lại nói cái sơ suất qua 4-5 khâu trong cái việc quản lý báo điện tử, thưa quý vị, là cực kỳ nghiêm trọng.
qua những cái khâu kiểm soát rất chặt chẽ mới được xuất hiện công khai trên mạng xã hội. Đó là lý do dư luận xã hội có những cái phản ứng gay gắt, thấy rằng không thể xin lỗi mà xong, mà cần phải truy xét đến nơi đến chốn ai là người viết tin, ai là người duyệt đăng, ai là tổng biên tập, thái độ chính trị của những người này ra sao, quan hệ xã hội của họ, quan hệ với Trung Quốc có vấn đề gì hay không. Bởi vì theo một số chuyên gia phân tích, đây là một cái vấn đề chính trị cực kỳ nhạy cảm, chứ không phải là một cái chuyện sai sót về mặt chữ nghĩa. Có những ý kiến cho rằng, ai cũng biết Trung Quốc đang rất cay cú vào cái thái độ đón tiếp một cách được cho là nồng nhiệt của Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trong cái việc đón và hội đàm cũng như ký kết các cái văn bản hợp tác quốc phòng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Shi Kỵ, và điều đó đã khiến cho ban lãnh đạo Trung Nam Hải cực kỳ cay cú. Và chắc chắn trong lòng những cái kẻ thân tàu ăn lương tàu đang núp bóng trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, nó đang ở đây như phát biểu của thiếu tướng Trương Giang Long, nghĩa là không chỉ 100 mà 100 này nó nối với 100 kia. Và điều đó khiến cho cái lực lượng này cay cú không kém quan thầy ở Bắc Kinh. Và rất có thể trong cái lúc cái bọn thân tàu này, những cái tay sai của Trung Quốc lên cơn, và chúng đã sổ toẹt những cái lời láo toét đưa thẳng vào cái văn bản chú thích chù ảo để cho ông Phan Văn Giang, đương kim Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, một người đang lãnh đạo quân đội, chuyển sang từ trần. Đó là lý do có những ý kiến thấy rằng đề nghị các cái cơ quan chức năng phải làm rõ việc này, thậm chí cơ quan an ninh điều tra phải vào cuộc. Và nếu quả thật chỉ là sơ suất thì báo Tiền Phong phải lập tức đuổi việc những cái kẻ quá cầu thả liên quan tới cái vụ việc này. Và nếu như thông qua cái sự vụ này mà phát hiện được một cái ổ gián điệp lòi đuôi nằm trong cơ quan báo Tiền Phong, rồi những cái quan chức chỉ đạo cho báo Tiền Phong, nó sẽ là một cái cơ hội có thể cơ quan an ninh điều tra của Việt Nam lột mặt chúng nó, vô hiệu hóa bọn gián điệp của Trung Quốc này. Bởi vì tất cả mọi khả năng đều có thể xảy ra. Thưa quý vị, trong khi đó, tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diệu đã viết trên trang Facebook cá nhân về những cái điều vừa kể. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Diệu, hai ngày nay có rất nhiều bạn bè của tôi đã nhắn tin gửi ảnh về những cái bài viết có sự cố đặc biệt nghiêm trọng của báo Tiền Phong, đề nghị tôi, tức tiến sĩ Nguyễn Xuân Diệu, cần lên tiếng. Theo tiến sĩ Diệu, tôi nhìn thấy những cái hình ảnh sai phạm đã không còn, nên tôi vẫn bán tính bán nghi. Vì thế tôi đã chọn cách im lặng, có lẽ là trung hòa. Vậy mà sau đó, cách đây ít giờ, báo Tiền Phong đã chính thức đăng một cái bài xin lỗi. Lúc đó tiến sĩ Nguyễn Xuân Diệu mới thú thực, tôi mới tin đó là sự thật. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Diệu, mặc dù ban lãnh đạo của báo Tiền Phong có những cái động thái được cho là dũng cảm, biết nhận khuyết điểm, nhưng kể ra cái lời xin lỗi này được đăng ngay lập tức sau khi dỡ bỏ những cái chú thích sai kia thì mới là sự xin lỗi chân thành. Không hiểu ông tổng biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn nghĩ gì mà phải sau hơn một ngày mới đưa ra lời xin lỗi. Thưa quý vị, những cái điều vừa kể nó cho thấy một cái hệ thống quan chức Việt Nam có tổ chức, thân thiện với Trung Quốc một cách quá mức, mà có thể là họ hoạt động phục vụ cho chính quyền Trung ương Bắc Kinh. Liên quan tới cái việc qua đời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, thưa quý vị, cũng như những cái diễn biến của báo Tiền Phong liên quan việc nhầm tên của Đại tướng Bộ trưởng, đương kim Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Phan Văn Giang, nó có liên quan tới cái tình hình nội bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không? Bởi vì theo giới phân tích, hiện nay nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đang có những cái sự thay đổi rất lớn. Và thưa quý vị, chúng tôi giới thiệu với quý vị bài viết của đồng tác giả Chu Chi Nam và Vũ Văn Lâm với một cái tiêu đề đang có những cái sự thay đổi lớn trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo đồng tác giả cho hay, hàng năm vào dịp tháng 8 thường có cuộc gặp mặt của các ông lớn, đó là các cái quan chức của Đảng, vừa là quan chức cao cấp của chính quyền. Người ta gặp nhau ở Bắc Đới Hà,
một cái vùng biển phía bắc thành phố Bắc Kinh, để các cái ông lớn đương kim cà cựu tiến hành một cái cuộc nghỉ hè. Đồng thời đây là cơ hội để các lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc có thể trao đổi ý kiến về vấn đề đường lối chính sách quốc gia của họ. Theo truyền thống, cuộc gặp gỡ này đã được thiết lập từ thời Mao Trạch Đông và tới nay nó vẫn được tiếp nối một cách liên tục và thường xuyên. Mục đích là để trao đổi, cũng như để các cái lãnh đạo Trung Quốc hiểu rõ nhau hơn giữa những cái vị tân và cựu lãnh đạo. Tuy nhiên, theo tác giả, dưới thời Tập Cận Bình thì những cái cuộc gặp gỡ ở Bắc Đới Hà đã trở thành một cái môi trường để các phe phái ở trong đảng đấm đá lẫn nhau, như cuộc gặp gỡ năm 2018. Rồi cái cuộc gặp gỡ lần này năm 2021, những cái thông tin liên quan tới cuộc gặp gỡ Bắc Đới Hà không những không có tin đấu đá nội bộ mà nó còn được giữ kín một cách tuyệt đối. Tuy nhiên, theo tác giả Chu Chi Nam, trong thời gian gần đây có một cái cuộc họp Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc được báo chí chính thống của Bắc Kinh đăng tải. Theo đó có những cái sự sắp xếp thay đổi thứ tự của Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cụ thể là Uông Dương đang ở vị trí thứ tư, nay nhảy lên vị trí thứ ba, đã đẩy Lật Chiến Thư, một cái người thân cận của Tập Cận Bình, xuống hàng thứ tư. Từ đó có những người cho rằng bắt đầu có những sự thay đổi lớn trong cấp cao lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một cái câu hỏi đặt ra là có phải thật sự như thế hay không? Theo tác giả Chu Chi Nam, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem xét những cái vấn đề một cách kỹ lưỡng và có hệ thống hơn thì sẽ rõ. Vấn đề thứ nhất, thứ tự trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan đầu não của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thưa quý vị, ở đây cũng phải giải thích rõ, ở Việt Nam là có Bộ Chính trị, nhưng ở Trung Quốc thì người ta có một cái tổ chức nằm trong Bộ Chính trị, đó là Thường vụ Bộ Chính trị, là những cái cán bộ được cho là cao cấp và được chọn lọc một cách tinh túy hơn. Theo đó, từ thứ tự trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị, trước cuộc họp mặt Bắc Đới Hà năm 2021, theo thứ tự từ trên xuống là số 1 Tập Cận Bình, số 2 Lý Khắc Cường, thứ 3 Lật Chiến Thư, thứ 4 Uông Dương, thứ 5 Vương Hồ Ninh, thứ 6 Triệu Lạc Tế và nhân vật thứ 7 là Hàn Chính. Này có một cái sự thay đổi là Uông Dương lên hàng thứ 3, và điều đó đã đẩy Lật Chiến Thư, một cái nhân vật được cho là thân cận của họ Tập, xuống hàng thứ 4. Còn những người khác vẫn giữ nguyên vị trí như cũ. Chính vì vậy mà có nhiều người xì xầm với nhau rằng có những sự thay đổi lớn trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đồng thời họ đưa ra những cái suy diễn rằng Uông Dương có thể thay thế Lý Khắc Cường. Hơn thế nữa, Tập Cận Bình sẽ thôi chức Tổng Bí thư Đảng. Theo tác giả Chu Chi Nam, những cái sự diễn giải đó thực ra nó là những cái sự suy diễn quá lố, mà cần phải hiểu nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay. Theo đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc có người cho rằng có hai phe đấm đá lẫn nhau. Phe thứ nhất là phe Thái tử Đảng, cầm đầu bởi Tập Cận Bình, có khoảng 950 triệu đảng viên. Phe trưởng đảng cầm đầu bởi Hồ Cẩm Đào, cũng hãnh diện, có khoảng 900 triệu học viên từ trước tới nay. Tuy nhiên, trên thực tế, theo tác giả Chu Chi Nam, đảng này không phải chia hai, mà ít nhất đã chia ba phe. Đó là phe Giang Trạch Dân, cũng là cựu Tổng Bí thư Đảng. Phe này đánh đấm mạnh nhất với phe Tập Cận Bình. Mà cái chiến dịch đào hồ diệt ruồi của họ Tập chủ yếu là nhằm vào đánh phe của Giang Trạch Dân một cách mạnh mẽ nhất. Đó là lý do tại sao các cái nhân vật đàn em của Giang Trạch Dân, đó là Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, là những cái người được cho là Giang Trạch Dân sắp xếp định thay thế Tập Cận Bình. Và nếu những cái cuộc tổ chức ám sát Tập Cận Bình của phe Giang Trạch Dân mà thành công, thì từ Thái hậu Quách Bá Hùng, đệ nhất đệ nhị Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, cùng nhiều người nữa của họ Giang đều có thể bị thanh trừng hay bỏ tù. Và cái sự đấu đá giữa Tập Cận Bình và tập đoàn của Giang Trạch Dân là một cái cuộc đấu đá được đánh giá là một sống một chết, một mất một còn. Theo tác giả, ngay từ lúc đầu
khi họ tập mới lên ngôi vào năm 2012, đã xảy ra những cái cuộc đấm đá rầm rĩ, nhiều lần tay chân của Giang Trạch Dân tổ chức những cái kế hoạch ám sát Tập Cận Bình, nhưng tất cả đều thất bại. Từ đó cho tới nay, theo ước tính, có tới 17 lần ở Tập Cận Bình đã bị mưu sát, xong rất may tất cả đã thất bại. Rồi lúc đầu Hồ Cầm Đào cũng đứng về phía Tập Cận Bình đánh lại Giang Trạch Dân, nhưng nay thì Hồ Cầm Đào đã bỏ họ Tập, nhất là từ khi nhân vật thứ nhì của tập đoàn Hồ Cầm Đào, tức Tăng Khánh Hồng, bị họ Tập đánh tơi tả. Chính vì vậy đã trở thành ba phe đấm đá lẫn nhau trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, đó là họ Tập, phe họ Giang Trạch Dân và phe họ Hồ Cầm Đào. Những cái điều vừa kể theo tác giả, nó cho thấy Trung Quốc hiện nay là một cái nhà nước vô cùng độc tài, vô cùng khuân phiệt và vô cùng phong kiến. Và quân đội Trung Quốc đã giữ một cái vai trò rất quan trọng trong việc cướp quyền cũng như giữ quyền. Chính Mao Trạch Đông đã từng tuyên bố quyền hành đi ra từ đầu ngọn súng, từ Mao tới Đặng tới Giang Trạch Dân và hôm nay là Tập Cận Bình. Quân đội Trung Quốc giữ một cái vai trò cực kỳ quan trọng. Do đó, kẻ nào nắm chắc được quân đội thì kẻ đó có quyền lực và giữ quyền. Thưa quý vị, điều này nó cũng tương tự như ở Việt Nam. Ai nắm được quân đội thì người đó sẽ nắm được quyền lực. Và nếu như hiện nay ông Phan Văn Giang có những tư tưởng được cho là bảo vệ chủ quyền, đặc biệt qua cái sự kiện Đại tướng Phan Văn Giang đã ký các cái văn bản hợp tác quốc phòng với Nhật Bản, đã cho thấy những cái điều này bản thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không hài lòng. Mà ông Nguyễn Phú Trọng đã không hài lòng với ông Phan Văn Giang thì có nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng khó có thể kiểm soát quyền lực của ông Phan Văn Giang. Và đó, nó là một trong những nguyên nhân tại sao có cái sự việc báo Tiền Phong có những cái sai sót nghiêm trọng như kể ở trên. Trở lại cái vấn đề nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, thưa quý vị, Mao Trạch Đông sau khi cướp được quyền rồi giữ quyền lâu dài trong cái thời gian hàng chục năm, bởi vì Mao Trạch Đông nắm chắc được quân đội Trung Quốc, đó là những cái điều chúng ta ai cũng rõ. Đối với Đặng Tiểu Bình, sở dĩ cái cuộc tranh giành quyền lực giữa Đặng Tiểu Bình và Hoa Quốc Phòng, một người được chính Mao Trạch Đông chỉ định là người thừa kế cho Mao, và cái cuộc đấu đá giữa Đặng Tiểu Bình và Hoa Quốc Phòng đã mang lại cái thắng lợi cho Đặng Tiểu Bình, bởi vì Đặng Tiểu Bình đã được lòng quân đội Trung Quốc. Còn đối với trường hợp Giang Trạch Dân, Giang Trạch Dân có thể khống chế được Hồ Cầm Đào trước đây, đó là một cái nhân vật mà Giang Trạch Dân xác định sẽ kế cận Giang Trạch Dân, bởi vì Giang Trạch Dân mặc dù không còn là chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc, chủ tịch nhà nước Trung Quốc, nhưng Giang Trạch Dân vẫn là chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho tới năm 2004. Và đó là lý do người ta cũng có thể nói với Tập Cận Bình rằng ông lên được ngôi báu là nhờ một số các cái nhân vật tướng lĩnh quân đội, những cái thái tử đảng hỗ trợ ông từ lúc đầu. Những cái người đó phải kể tên, đó là Diệp Tuyển Ninh, Lưu Nguyên và Lưu Á Châu vân vân. Như quý vị đã biết, Diệp Tuyển Ninh là con trai của thống chế Diệp Kế Mạnh, là một người đã đưa Đặng Tiểu Bình và cả Tập Trọng Huân, cha của Tập Cận Bình, ra khỏi tù sau cách mạng văn hóa năm 1966. Diệp Tuyển Ninh là đặc cách về tình báo hải ngoại trong quân đội Trung Quốc. Trong khi đó, Lưu Nguyên là con của Chủ tịch Lưu Thứ Kỳ, một chủ tịch nhà nước thời Mao Trạch Đông, đã từng bị Mao Trạch Đông lưu đày và chết mất xác. Lưu Nguyên, con của Lưu Thứ Kỳ, hiện nay đang đặc trách về công tác hậu cần trong quân đội. Trong khi đó, Lưu Á Châu là con rể của Lý Tiên Niệm, một trong tám đại gia thời Đặng Tiểu Bình, hiện là chính ủy trường cao đẳng quốc phòng của Trung Quốc. Theo giới phân tích, những cái nhân vật vừa kể đã ủng hộ hết mình để cho Tập Cận Bình lên ngôi vào nhiệm kỳ đầu tiên. Nhưng cho đến nay, vào cái nhiệm kỳ thứ hai của Tập Cận Bình, thì Diệp Tuyển Ninh đã chết. Những người còn lại thì không nhiệt tình ủng hộ cho họ Tập như trước kia. Và có thể nói trong quân đội Trung Quốc, đứng trung lập làm cho cái sự đấu đá giữa ba phe trong đảng, đó là các phe Tập Cận Bình, đương kim Tổng Bí thư, phe của Giang Trạch Dân và phe Hồ Cầm Đào,
là hai cựu tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mà theo tác giả Chu Chi Nam, chính vì vậy mà các cái cuộc đấu đá của nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc không có hồi kết, không bao giờ có thể phân được thắng bại. Cho đến nay, Tập Cận Bình không được quân đội Trung Quốc ủng hộ như trước đây, nhưng quân đội Trung Quốc cũng không ủng hộ hai phe còn lại là của Giang Trạch Dân và Hồ Cầm Đào. Do đó, Tập Cận Bình vẫn còn đó, vẫn còn có những cái quyền hành. Tuy bị giảm, nhưng Tập Cận Bình sẽ tiếp tục tại vị. Và có thể những cái chương trình kế hoạch của họ Tập, như cái vấn đề giấc mộng Trung Hoa, vành đai và con đường BII, ít nhất sẽ được nhắc tới, nhưng chưa có một cái chương trình kế hoạch nào để thay thế. Chưa hết, người ta nói, có thể chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói đều, và cái chính quyền Bắc Kinh hiện nay nói chung, là một thứ chính quyền xử lý thường vụ mà thôi. Và tất nhiên việc xử lý này, các cái nhân vật như Lý Khắc Cường, đương kim thủ tướng, Uông Dương vừa mới lên ngôi thứ ba trong ban thường vụ Bộ Chính trị sẽ nắm những cái vai trò mà theo tác giả Chu Chi Nam hết sức quan trọng. Nhưng từ đó đã tạo cái cơ hội cho người ta tiên đoán rằng Uông Dương sẽ thay thế cho Lý Khắc Cường, thậm chí có thể thay cả Tập Cận Bình, thì những cái lời tiên đoán đó có lẽ còn quá sớm, mà phải chờ tới Đại hội Đảng Cộng sản sắp tới đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc thì mọi việc mới có thể ngã ngũ. Và thưa quý vị, tác giả cho rằng những cái biến đổi, những cái thay đổi trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc chắc chắn nó sẽ có tác động rất lớn tới tình hình chính trị Việt Nam hiện nay. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi tới phút cuối và đề nghị quý vị nếu có các cái chủ đề mà quý vị quan tâm cần KTV đi sâu bình luận, xin quý vị hãy gửi cho chúng tôi trong phần comment. Và chúng tôi mong nhận được nhiều bài viết, những cái nội dung quý vị thấy rằng cần phải chia sẻ cho nhiều người trên mạng xã hội cùng hay. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua email vietthanhktv, cũng như quý vị sử dụng một cái hệ thống Messenger trên trang Facebook Việt Thành KTV trên mạng xã hội, nay được đổi tên là trang Facebook KTV1, thì quý vị có thể kết nối trao đổi trực tiếp với chúng tôi. Quý vị có thể đặt ra các câu hỏi và chúng tôi cố gắng trả lời tới quý vị bằng các cái giải thích trong cái kiến thức hạn hẹp của chúng tôi. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin khẳng định với quý vị, đặc biệt các cái quý khán thính giả mới của KTV, KTV không phải một tổ chức chống cộng, KTV không có chủ trương chống đối hay ủng hộ bất kỳ thế lực chính trị nào. Trách nhiệm của KTV là một cơ quan truyền thông. KTV chỉ có trách nhiệm đưa các cái thông tin trung thực, nhanh chóng tới quý vị. Trên cơ sở đạo đức của nhà báo, KTV đang ủng hộ và cổ vũ cho một cái công cuộc vận động dân chủ ở Việt Nam theo tinh thần tiệm tiến, làm bước nào chắc bước ấy, thông qua việc chấn hưng dân khí, nâng cao dân trí xã hội để giúp cho người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ và sinh viên học sinh ở Việt Nam, nhận thức được hiện tình ở Việt Nam hiện nay ra sao và để họ có thể quyết định họ cần phải làm gì để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam trở nên hùng cường, giàu mạnh. Ở Việt Nam có một cái nhà nước pháp quyền được cai trị bằng luật pháp và công lý phải được thượng tôn. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.